Sau khi tạo đà tăng rất tốt cuối tuần qua, phiên hôm nay thị trường đã hưng phấn khiến cho mở cửa tạo gap tăng khoảng 9 điểm, với động lực chính chủ yếu đến từ nhóm VN30. Đã có những thời điểm thị trường tạo được mức tăng lên đến 13 điểm, nhưng không duy trì được và bị bán trở lại rất mạnh từ nửa cuối phiên chiều, khiến kết phiên quay trở lại giảm 2 điểm so với phiên trước đó. Với diễn biến này khiến cho rất nhiều các nhà đầu tư hoài nghi liệu đây có phải là hành động kéo lên để xả hay không? Hành động chúng ta nên làm là gì? Nên bán danh mục hay tiếp tục mua vào? Chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích kỹ hơn nhé! Chào mừng quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh YouTube Cộng đồng CFAHT33 nhé! Việc thị trường tăng điểm trong phiên cuối tuần vừa qua, trong vị thế trước đó đã tích lũy khá lâu quanh vùng 1340 đến 1350, đã giải tỏa tâm lý và khiến cho phiên nay thị trường mở cửa tạo gap tăng lên ngay vùng cản mạnh 1360, nhưng không duy trì được, bị bán trở lại với thanh khoản rất lớn lên đến 24.500 tỷ, khiến cho rất nhiều nhà đầu tư hoài nghi về việc thị trường kéo lên để xả. Với những diễn biến này đang cho thấy điều gì? Chúng ta sẽ phân tích kỹ hơn nhé. Xét về dòng tiền thông thường thì khi bị bán với vốn lớn sẽ là rất xấu. Nhưng nhìn lại vùng cản mạnh từ 1360 đến 1380 mà thị trường đã tạo ra trước đó, chúng ta phải xét lại từ thời điểm tháng 6 khi thị trường uptrend, nhịp rơi từ ngày 6 tháng 7 tháng 9 tháng 7 và nhịp hồi phục lên vùng cản từ ngày 9 tháng 8 20 tháng 8. Ở những giai đoạn đó thị trường luôn giao dịch ở những mức thanh khoản lớn. Do đó với việc phiên này bị bán trở lại với mức thanh khoản lớn vậy là chuyện dễ hiểu. Điều mà chúng ta nhìn nhận ở thời điểm hiện tại đó, chính là trạng thái của các nhóm ngành như ngân hàng, chứng khoán, những nhóm ngành xương sống đều đang ở những vị thế rất tốt cho giai đoạn sau. Ngoài ra với việc thị trường sau khi mở cửa tạo gap, thì đã có nhịp quay về lấp chính vùng gap đó là chuyện bình thường và phiên nay nó cũng nói cho chúng ta thấy được hai điều. Thứ nhất là lực cung ở trên vùng 1360 vẫn còn nhiều, mặc dù đã vơi bớt đi khá nhiều khi trước đó, thị trường đã tích lũy lâu ở ngay vùng nền bên dưới. Nhưng chắc chắn là thị trường vẫn cần phải tiếp tục có những nhịp đi lên và điều chỉnh để xử lý lượng cung hàng đó cũng như tạo ra những phiên tách cung. Thứ hai, chúng ta cũng có thể thấy được yếu tố rũ bỏ trong phiên này khi nhìn vào chart 3 phút. Khi thị trường bị bán mạnh ở nửa cuối phiên chiều đã xuất hiện những cây vôn bán lớn ở vùng giá đáy trong phiên hôm nay, cho thấy đây chính là những yếu tố rũ bỏ nhà đầu tư nhỏ lẻ đã có lời ở nhịp thị trường hồi phục và những nhà đầu tư đã bị kẹt hàng trước đó. Nhìn tổng quan về thị trường, thì phiên nay tương đối giống với nhịp test lại vùng nền 1340 đến 1350 đã xây vừa qua, và kể cả giai đoạn sắp tới khi thị trường có những nhịp hồi phục chinh phục lại mốc 1400, mà chúng ta đã target như những video trước, thì khi lên vùng 1360 đến 1380 vẫn có thể bị bán trở lại test về vùng 1350 một lần nữa, cũng như tạo ra trạng thái rũ bỏ giống như nhịp hồi 26 tháng 3. Xét về yếu tố mẫu hình thì trong giai đoạn tới nếu thị trường đi theo những kịch bản mà chúng ta vừa phân tích, tức là đi lên vùng 1360 đến 1380 rồi quay trở lại test vùng 1350 bật lên, thì thậm chí là sẽ tạo ra được một chu kỳ tăng mới rất tốt của thị trường, mẫu hình tăng trưởng thu hẹp biên độ dao động giá. Đây sẽ là cơ hội để chúng ta có thể kỳ vọng để chinh phục các mốc tiếp theo mới. Đối với xu hướng các dòng sắp tới, em vẫn đánh giá dòng chứng khoán, bất động sản đầu tư công sẽ tiếp tục có dư địa tăng trong thời gian tới. Đối với nhóm ngân hàng, cũng sẽ là nhóm có dư địa tăng và tạo ra lực kéo thị trường chinh phục lên vùng 1400, nhưng khả năng để chạy luôn trong nhịp này chưa thực sự cao, mà cần có sự kéo lên và test lại đáy một lần nữa. Mức giá hiện tại chung của nhóm ngân hàng đang phù hợp cho việc gom hàng dần như STB, MBB, ABB. Đối với nhóm thép phiên này bị bán tương đối mạnh, thì chúng ta sẽ phải theo dõi tiếp những diễn biến tiếp theo để đưa ra đánh giá tiếp.
Về danh mục các cổ phiếu chúng ta quan tâm vẫn tập trung là các mã cổ phiếu thuộc dòng chứng khoán hiện tại đang hình thành dần các mẫu hình tăng trưởng. Phiên này đã có sự test lại vùng nền đã xây nhịp vừa qua như OZS, SBS, HCM, MBS. Ngoài ra em Tùng cũng đang theo dõi thêm một số mã khác có dòng tiền vào khá tốt. Anh chị muốn tham gia room khách hàng bên em Tùng có thể tham gia theo hai hình thức là mở tài khoản tại VPS gắn ID 3246 hoặc đóng phí tháng nhé. Quyền lợi: được khuyến nghị điểm mua bán rõ ràng từ khi mua đến khi bán ra. Hỗ trợ quản lý danh mục đầu tư cập nhật tình hình thị trường ngay trong phiên. Mức phí giao dịch, tỷ lệ vay và lãi suất vay margin thuộc hàng tốt nhất thị trường hiện nay. Chi tiết anh chị liên hệ Zalo số 0968660633 nhé. Nhà mình nhớ bấm like và đăng ký kênh ủng hộ em nha.